A few minutes later. Ok, hello chào mừng lại xin này ăn nho và cháu sĩ đâu của mình và cháu sĩ đâu của mình thôi. Woo! Ok các bạn. Thì như các bạn đọc tiêu đề thì giấc sau thì ngay đoạn đầu video thì chúng ta đã gọi là có một đoạn video ngắn về gọi là Amon Earth. Thì giấc sau hôm nay mình cũng sẽ làm một chủ đề liên quan tới Amon Earth, đó chính là đập hộp Amon Earth. Woo! Yes! You! What? Ok các bạn, thì hiện tại trong shop hero.vn vừa ra một sản phẩm mới, đó chính là những nhân vật liên quan tới Amon Earth siêu cute. Và thế là shop hero.vn đã gọi là gửi mình một thùng hàng siêu to khổng lồ các bạn ơi, các bạn thấy không? Đó rồi, to luôn. Và các bạn đừng quên truy cập ngay tại shophero.vn để mua những gọi là mặt hàng liên quan tới Amon Earth nha mọi người. Ok, bây giờ không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ cùng đập hộp nha mọi người. Đây, các bạn thấy một thùng hàng siêu to khổng lồ luôn, được gửi từ shophero.vn. Được rồi, bây giờ mình cùng các bạn sẽ cùng đập hộp nha mọi người. Ok, và mình đã cắt sẵn rồi. Ui da, sao cắt sẵn rồi, khó vậy? Từ cắt, ok rồi. Một thùng hàng siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Trời ơi, thấy không? Nhìn nè. Có rất nhiều bé Amon Earth trong này luôn mọi người. Tại sao cái tóc mình nó không bao giờ hay là mình nhảy lại lâu? Oh my god. Yes. Ok, đây. Đó các bạn thấy không? Có rất là nhiều bé Amon Earth trong này luôn mọi người ơi. Thấy không? Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy từng bé ra nha mọi người. Đây là bé Amon Earth màu hồng nè. Màu vàng. Màu đỏ. Và màu xanh biển đầm và màu vàng. Nhiều màu đấy. Và màu gọi là xanh lá cây luôn mọi người. Ok, và có gì nữa? Và có một đùi gà màu xanh mọi người ơi. Cái tóc mình nó có rối nhỉ? God, happy. Và thêm màu xanh lá cây nhạt của mình nè mọi người. Wow, cute nha nè. So cute. Và có thêm một màu trắng đúng không mọi người? Màu trắng mọi người ơi. Trời ơi, và màu gì nữa? Và màu đỏ. What? Tại sao như màu đỏ thế? Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn về mấy con nhỏ trước nha. Oh my god. Ôi nhiều quá trời luôn. Ui. Và đây là số lượng gấu Amon Earth mà mình sở hữu được. Nhiều luôn và bị lấp mấy con luôn. Ok, bây giờ mình sẽ review từng con nha mọi người. Ok, bây giờ mình có một bé Amon Earth màu hồng nè mọi người. Thì nếu các bạn nhìn vào bé Amon Earth màu này, các bạn sẽ tưởng tượng thì các bạn sẽ biết đây là Timmy-chan. Đấy, ok, mình sẽ mở ra nha mọi người. Rồi, bé này được cho trong cái túi zip luôn mọi người. Ta-da. Rồi, cute luôn. Anh nhờ, mình là Timmy nè. Đấy, ok. Bây giờ mình sẽ để đâu cho các bạn nhìn rõ nhở.
Ok, kéo cái ghế màu hồng của mình tới đây nha mọi người. Các bạn thấy không? Ok, bây giờ đấy là một bé Amos màu hồng nha mọi người. Ok, tiếp theo là một bé màu vàng nè. Trời ơi các bạn nè, rất là dễ thương và rất gọi là mềm nha các bạn. Trời ơi, dễ thương dễ sợ nha. Mình có thể để lên đầu được nè. Đó, rất là cute luôn. Ok, bây giờ mình sẽ để bé này ở đây luôn. Oh, so cute. Nó dễ thương đúng không? Và tiếp theo chính là màu xanh của mình mọi người ơi. Trời đất ơi, cưng dễ sợ nha. Ok, đây là bé Amos màu xanh của mình mọi người ơi. Đó. Trời ơi, mấy bé này mình thề bóp cực kỳ mềm nha mọi người. Trời đất ơi, đúng dễ thương đúng không ạ? Hello, xin chào các bạn, mình là Simi đây. Annyeong. Ôi, so cute. Ok, bé này mình sẽ để trên đầu mình. Được. Đầu mình nè. Ok. Ok, bé này mình sẽ để ở đây luôn. Ta da. Wow. Tại sao con mình lại lùn như vậy? Alo. Tại sao con mình lại thấp như vậy này? Bụp. Alo. Đây là sự công bằng hả? Oh my gosh. Ok, và tiếp theo mình sẽ có thêm gọi là Amos ớt màu xám của Samidao. Tại đây màu trắng nhầm, xin lỗi. Đây là màu trắng mọi người. Cái này là quả siro nè. Đó, nhân vật siro nha mọi người. Trời ơi, thề đúng dễ thương luôn. Đó, ngại không? Rất cute luôn. Sẽ để nó ở đây. Đó, you see that? Đó, rất là dễ thương luôn. Và tiếp theo là bé Amos ớt màu đỏ của Kaion. Đó, cho các bạn review rõ nè. Ở lát nữa mình sẽ cầm từng con ra cho các bạn xem mới được. Này, đó, thấy chưa? Ui, mình không biết sao nha. Con nào nó cũng mềm mượt hết trơn á. Ok, đây là bé gọi là Amos ớt cây roi cho mọi người. So cute. Anh nhau siêu. Ok, đó. Trời ơi, các bạn là một dàn Amos ớt luôn. Và mình không hiểu sao ở đây chúng ta có gọi là hai màu đỏ và hai màu vàng mọi người. Mình cũng không biết nữa. Chắc là combo mọi người. Ok, và tiếp theo đó chính là Amos Phong Cần. Ta-da, chưa mà con này là gối ôm thì phải các bạn ơi, nhìn nè, nó bị lép lép á. Còn như cái này là gối ôm thì phải, bởi vì nó chỉ có hai chân nhưng mà nó nhìn không rõ, các bạn mình không biết nữa. Nè các bạn thấy nó hơi khác nhau đúng không? Nè, đây là con bình thường nè, còn đây là con gọi là gối ôm thì phải. Nó rất là khác nhau nhưng mà nó gọi cute đúng không mọi người? Đấy, hơi khác một xíu xíu rồi. Đấy, ok, và tiếp theo mình sẽ review gọi là con màu xanh nha mọi người. Màu xanh của Camui. Đó, rồi. Ta-da-da, các bạn thấy không? Đó, đây là của Camui nha mọi người. Hello, mình là Camui nè. Đấy, uầy, con Camui cũng rất là dễ thương. Mọi người sẽ để ở đây cho mọi người nhìn cho rõ. Ây da. Ta-da, đây. Dù còn thiếu ạ là Samidao nhưng mà lâu chắc là do không có màu đen các bạn ơi, khá là tiếc. Ok, chúng ta còn màu đỏ nè. Đấy, nhưng mà và chúng ta được một cái combo rất là dễ thôi các bạn. Và đây, đuôi gà của chị Camui. Trời đâu hiểu sao gọi là chắc là con nhân vật của Amos thì Camui có một cái đuôi gà rất là lớn. Bây giờ mình sẽ biểu diễn nha mọi người. Đó, bạn thấy không? Đó, đây là đuôi gà của Camui nha mọi người. Mình sẽ để nó ở đây thôi. Oh my god. So cute right? Ok, và chúng ta còn gọi là hai con gọi là Amos màu vàng và gọi là màu đỏ nữa. Và cái này là phiên bản gọi là gối ôm nhá. Mình nghĩ là phiên bản gối ôm. À, nói xong lại cho mình quỳ, mình hơi mỏi luôn, cho mình ngồi nha. Nhưng mà nếu mình ngồi mình sẽ không gọi là review các bạn xem được. Ok, và đây, hai bé Amos ớt đuổi ôm cuối cùng. Tân tân, đó, thấy không? Trời ơi, hai bé này nhìn rất là chill luôn mọi người. Mình sẽ để hai bé ở đây nha. Ok, các bạn thì tổng cộng là shophero.vn đã gửi mình một đống bé Amos ớt luôn. You see? Wow. Trời ơi, như kiểu một gia đình Amos ớt đang kiểu ngồi cầm, ngồi xem phim mọi người.
Oh my god, hello. Ok, nhưng các bạn nghĩ gọi là tới đây sẽ hết video không? Không, 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 chúng ta vẫn còn nha mọi người. Thì trong gọi là quá trình đó, Shop Hero đã cho mình gọi là một số gọi là thứ khác nữa. Không chắc gọi là mấy cái gối ôm đâu mọi người. Và chân ơi chân, các bạn nhìn các bạn biết đây là gì không nè? Đây chính là móc khóa hình Amazon Earth cho mọi người. Đó, đấy, thì bây giờ mình sẽ review từng hộp luôn. Đó, trời ơi, mai tôi tập hộp ngủ nát hộp luôn mọi người. Ok, chúng ta có gọi là một cái móc khóa. Móc khóa Amazon Earth màu xanh. Đây, đó bạn thấy không? Móc khóa màu xanh Amazon Earth Camui. Rất là cute luôn, cái này các bạn có thể gọi là móc cặp này, hoặc là móc gọi là gì ta? Móc lên cặp, hoặc là móc lên áo, hoặc là làm gọi là gì ta, móc chìa khóa. Rất là dễ thương nha mọi người. Ok, mình sẽ để đây. Và tiếp theo, không biết cái này sẽ là màu gì ta? Mình coi coi. Màu vàng. Ok, đấy, màu vàng nha mọi người. Ok, tân 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 tân, màu vàng của Mr. Vật các bạn ơi. Cũng rất là đẹp nha mọi người. Ok, và tiếp theo là màu gì đây? Cho mấy bạn fan đoán á. Mình nghĩ là màu xanh biển. Mình mong vậy. Màu tím. Tiếc ghê á mọi người. Không ra, nói chung là ai đó được đó. Ai đó ra màu tím là cho một like á. Đây, tân tân tân. Màu tím nè, tím liệm luôn mọi người. You see? Đấy, là màu tím nha mọi người. Ok, và tiếp theo là màu xanh biển đi. Màu hồng. Nãy chơi cái đấy của tôi rồi. Không sao, chúng ta vẫn còn một cơ hội cuối cùng các bạn ơi. Đây, ok, màu hồng nha mọi người. Đó, cũng hơi bị cute luôn. Rồi, nắm cái bàn tay của tôi nè mọi người. Rồi, và tiếp theo cơ hội cuối cùng của mình. Màu xanh biển. Màu đỏ. Không có màu xanh biển. Làm sao, đây, năm bàn tay vô cực của tôi. Đó, ủa sao cái này như kiểu năm cái viên đá gọi là vô cực gì ta? Vô cực à? Đúng kiểu vậy á. Đó bạn thấy không? Đây, năm bàn tay của mình đã có hết năm bể ăn đó luôn mọi người. Đó. Thì ok, mình sẽ để ở đâu ta? Mình sẽ để chít chít ở đâu đấy. Mình sẽ để ở đây nha. Yes. Không biết các bạn có thấy không, nhưng mà mình mong các bạn sẽ thấy được. Trời, đó là một vườn Amazon Earth luôn mọi người ơi. Oh my god. Các bạn thấy không? Đấy, bạn nào thấy được thì comment phía dưới cho mình biết nha. Ok, và còn một sản phẩm cuối cùng nữa. Và đây, Hero Team Sticker Amazon Earth. Các bạn thấy không? Đó, trời đất ơi, nhìn cute dễ sợ luôn. Không khác gì gọi là phiên bản gọi là sticker gọi là của Hero Team đó mọi người. Đấy, ok, và đây chúng ta cũng có rất là nhiều sticker nha mọi người. Đó, không biết mình có thể review hết cái đống sticker này không, nhưng mà nó rất là nhiều mọi người ơi. Đấy, đó, nói chung là tất cả các nhân vật của Hero Team được trong này hết. Chắc lát nữa mình sẽ chạy ra cho các bạn gọi là review à. Lát nữa chứ giờ mình chạy ra không hết các bạn ơi. Nói chung mà có rất là nhiều sticker của Amazon Earth Hero Team. Đấy, cái gì cũng có, rất là dễ thương luôn mọi người. Các bạn có thể dán lên gọi là tập nè. Các bạn có thể dán lên gọi là gì đó các bạn muốn dán lên vợ cũng được. Nó rất là dễ thương luôn. Và các bạn có thể dán lên điện thoại nữa. Ok các bạn, đây là những gọi là sản phẩm hiện tại trong shop Hero.vn gọi là đang gọi là bán sticker của Hero Team Amazon Earth, móc khóa Amazon Earth và gỡ bông Amazon Earth. Đó, rất là dễ đâu các bạn người. Trời ơi, ok. Ok các bạn, thì đây là tất cả sản phẩm. Hôm nay mình sẽ đập hộp cho mọi người xem. Đó, ok các bạn, thì mình nghĩ chắc video của mình như này thôi. Thì các bạn thấy như nào thì các bạn đừng quên bình luận phía dưới nhất nha. Và các bạn đừng quên truy cập ngay tại shop hero.vn để mua những sản phẩm gọi là chính hãng và gọi là của Hero Team như mọi người, và mua những bé Amazon Earth siêu cute nữa. Nhớ mua nha. Ok, và bây giờ thì bye bye mọi người. Và chúc mọi người một ngày thật tốt đẹp, và chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ cùng với gia đình. Bye bye, nhớ. Anh
em tao không có nhiều tiền và không thằng nào là người nổi tiếng. Nhưng mà bước cùng nhau trên chặng đường dài, tương lai dù sai vẫn không nói phiền. Chỉ cần động một thằng bọn tao thì bảy mũi lao còn lại đồ chiến. Dù anh Ti có luôn soi mói thì anh em tao vẫn chung một thuyền. Vì đó là cách sống anh em bọn tao, dẫu thất bại thì vẫn đi cùng nhau, không bỏ ai ở...